Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin thời sự trước, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin về việc hàng trăm hộ dân trên địa bàn thành phố Kon Tum phải chịu cảnh mất nước sinh hoạt khiến đời sống vô cùng khó khăn. Trong khi chờ phương án giải quyết từ công ty cổ phần cấp nước Kon Tum, người dân buộc phải tìm cách thích nghi trước tình cảnh nước sinh hoạt hạn chế như hiện nay. Hơn một tuần khó khăn vì thiếu nước máy để sử dụng, ông Dương Quang Hiếu, chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống ở đường Bùi Văn Nê, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, quyết định lắp đặt máy bơm để hỗ trợ bơm nước lên bồn chứa. Mình mua cái máy bơm này từ khi nào và mình mua mất chi phí làm sao? Hết 1,7 triệu. Mua trên mạng người ta gửi vô 100.000 tiền ship nữa. Mất nước thì mình thấy khó khăn, khó chịu cho bà con mình dân. Trời ơi, không có nước nó khổ gì mà nó khổ. Mấy bữa gần Tết không có đi xin từng xô nước. Mất nước đã khổ rồi, còn trả thì nước theo kinh doanh rồi nữa, nó cao quá, khổ. Chưa tính các con hẻm, riêng trên đường Bùi Văn Nê có khoảng 50 hộ dân sinh sống. Khu vực này hiện là một trong những điểm nóng của phường Duy Tân về vấn đề thiếu nước sinh hoạt. Đối phó với tình trạng này, người dân chủ động lắp đặt thêm các bồn chứa nước. Gia đình nào có điều kiện thì khoan giếng hoặc đào giếng. Những hộ chưa đủ điều kiện, trước mắt vẫn đi xin nước hoặc mua nước bình để sử dụng. Khi mà mất nước như thế này thì các cái chi phí sinh hoạt của mình, chi phí tiền điện, tiền nước thì nó tăng như thế nào anh chị? Để tăng nhiều hơn những cái mình ngoài cái dự tính, dự tính của mình. Do nó sẽ có nhiều người sẽ tới xin nước nhà mình. Nên mà những tháng trước kia thường có chỉ có là 300 mấy, 400 ngàn một tháng tiền điện. Nhưng mà bây giờ tôi bắt con bơm để kéo nước thì nó sẽ tăng chi phí lên cỡ 600 đến 650 ngàn. Tìm đủ mọi cách để thích nghi với chuyện mất nước sinh hoạt, nhưng có lẽ trong cao điểm mùa khô năm nay, khi nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn thành phố đều tăng cao, việc có đủ nước máy để dùng với những hộ dân ở khu vực này vẫn là điều khó khăn. Thường là qua Tết là nước nó rất ổn định, nhưng mà đặc biệt năm nay là qua Tết là nước nó mất liên tục, cứ ngày có ngày không, mà rất là yếu. Nhiều khi là nước để đưa lên hệ thống sinh hoạt chính không thể đưa nổi, cho nên là vừa rồi tôi mới quyết định phải đầu tư hệ thống bơm và bồn để có thể chứa nước. Đây, thì từ khi lắp bồn tới giờ, máy bơm tới giờ á, thì nước nó vẫn không ổn định. Vẫn có ngày không, mà thậm chí có một ngày thì được, nhưng mà là 2-3 ngày sau thì lại rất là yếu. Đó, cho nên là dân trên đây là rất bức xúc. Nhưng hôm nay mình qua bên hàng xóm để làm gì ạ? Tôi qua là để tôi tham khảo mua cái bồn nước với cái máy bơm để tôi bơm lên để tôi xài, chứ hiện giờ là tôi cũng không có nước xài. Nhưng mà tôi nghe cái bồn nước với cái máy bơm nó mát quá, 4 triệu mấy. Mà hiện giờ là tôi cũng không có tiền mà để mua nở nước, mua máy bơm để bơm lên bồn xài. Kính thưa quý vị, có một nghịch lý xảy ra đối với chuyện mất nước sinh hoạt ở khu dân cư. Đó là đối với nhiều hộ dân, mất nước thì rất khó khăn. Thậm chí là có nhiều chuyện dở khóc dở cười trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng cũng đem lại một cái lợi ích rất lớn cho một số người. Đó là những cửa hàng bán bồn nước hay là những cái máy bơm nước và thậm chí là những cái đơn vị lắp đặt cái hệ thống này trong khu phố. Và đơn cử như là tại khu phố của tổ dân phố 1 ở phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, chỉ trong một tuần thôi thì đã có 4 gia đình đã lắp đặt bồn nước cũng như là máy bơm nước. Không đâu xa, ngay giữa lòng thành phố, hàng trăm hộ dân phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt từng ngày. Đối với một địa phương đã đạt chuẩn đô thị loại 2 như thành phố Kon Tum, đây là điều khó chấp nhận. Bởi thang hạng đô thị nghĩa là chất lượng sống của người dân phải được nâng cao. Trong đó, điện và nước sạch là những nhu cầu thiết yếu. Em thấy là có thể là ví dụ mình ăn mình nhịn chút cũng được, thiếu tiền mình có thể đi mượn chút cũng được. Bây giờ nước là biết mượn ở đâu chị? Bây giờ khu ra ai cũng thiếu nước rồi, em cũng biết. Nước rất là cực, không có nước là nó thì không có nước là như là người ngộm là nó rất là dơ, mà nhiều khi con người nó rất là, nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Mong muốn tha thiết hiện nay của người dân là công ty cổ phần cấp nước Kon Tum nhanh chóng có phương án quản lý, vận hành hiệu quả để giải quyết dứt điểm tình trạng mất nước cục bộ trong các khu dân cư.